Soạn giả Mai Văn Lạng thì đã có một cái thời gian rất là dài, trên 30 năm soạn lời mới cho dân ca. Từ những cái làn điệu dân ca truyền thống ấy, thì soạn giả Mai Văn Lạng đã đặt lời mới và phải nói là một cái người rất là yêu dân ca, hiểu dân ca, viết ra những cái làn điệu dân ca các miền, đặc biệt là chèo. Thì soạn giả Mai Văn Lạng là cái người nghiên cứu rất sâu về chèo, các cái vở chèo truyền thống cũng như là các vở chèo hiện đại mang hơi thở đương đại, và đặc biệt là những làn điệu chèo mà đặt lời mới ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước và rất nhiều những cái chủ đề khác nữa. Thì là những người nghệ sĩ của chúng tôi thì khi mà nhận bài của soạn giả Mai Văn Lạng ấy, thì tạo chúng tôi một cái cảm xúc rất là hào hứng, bởi vì soạn giả Mai Văn Lạng viết lời thì nó rất là đã hay, đã sâu sắc rồi nhưng mà rất dễ hát. Khi thơ và những lời thơ và những lời viết của Mai Văn Lạng, nghệ sĩ đọc lên đã thấy nhạc trong thơ rồi, và những làn điệu rất là phong phú, đặc biệt là chèo thì có rất nhiều những làn điệu truyền tải rất là những cái cung bậc cảm xúc, làm cho nghệ sĩ có những cái đất để thể hiện. Thế thì bản thân em thấy cái sự cống hiến của anh ấy đối với dân ca góp phần bảo tồn và gìn giữ dân ca. Soạn giả Mai Văn Lạng thì khai thác rất là triệt để các cái làn điệu dân ca các miền, lời cổ cũng như là chèo, đấy là một cái cách gìn giữ, cái bảo tồn các cái làn điệu dân ca nói chung và chèo nói riêng, để giữ lại, lưu lại về sau cho các thế hệ trẻ có cái lòng bàn để bám vào đó, kể cả những người soạn giả cũng như là các nghệ sĩ thể hiện thì có những lòng bàn để phát huy những làn điệu đó qua những cái cách soạn lời mới để thể hiện các cái chủ đề trong dân ca. Qua những cái bài hát lời mới của anh Lạng thì những người nghệ sĩ như anh có cảm thấy được thắp thêm một cái ngọn lửa đối với tình yêu với âm nhạc truyền thống? Tôi đã nói rồi, soạn giả Mai Văn Lạng là người hiểu và nắm rất chắc các lòng bàn truyền thống, cho nên khi đặt lời mới thì làm cho nghệ sĩ có cái niềm cảm hưng phấn và cảm thấy yêu dân ca hơn, và truyền tải tình yêu đó thông qua sự thể hiện của mình đến khán giả, đến công chúng, để cho công chúng hiểu dân ca và yêu dân ca. Khán giả, công chúng cùng với nghệ sĩ, cùng với soạn giả cùng giữ gìn và lưu giữ lại những làn điệu dân ca truyền thống. Cảm ơn anh ạ. Đúng rồi. Okay.